Thưa quý vị, thời gian qua tình hình lừa đảo bằng cách các ứng dụng công nghệ ở nước ta thì đang có xu hướng gia tăng và vô cùng tinh vi với nhiều hình thức tiếp cận nạn nhân khác nhau như là sử dụng email, mạng xã hội, SMS hay là ứng dụng nhắn tin tức thời và cả diễn đàn nữa. Và theo báo cáo mới nhất của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu thì tại Việt Nam, hơn 25% dân số đã gặp phải các vụ lừa đảo trên mạng xã hội. Trong đó chỉ 1,3% số người bị lừa đảo lấy lại được số tiền đã mất. Cụ thể theo kết quả khảo sát, cuộc gọi điện thoại và SMS là kênh lừa đảo bị lợi dụng thường xuyên nhất trên khắp châu Á, chiếm hai vị trí hàng đầu ở 8 trên 11 khu vực. Trong số các khu vực này, Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông Trung Quốc và Việt Nam có hơn 75% dân số nhận được cuộc gọi lừa đảo. Trong số 11 khu vực châu Á được nghiên cứu, tỷ lệ sẵn sàng báo cáo hoạt động lừa đảo trung bình cao nhất là ở Trung Quốc 55%, tiếp theo là Singapore 51,5% và Việt Nam 26%. Đặc biệt tỷ lệ phục hồi tài chính sau các vụ lừa đảo ở các nước này lại rất thấp, khi Việt Nam chỉ ở mức 1,3%, tiếp đó Singapore với 9,4%, số người được hỏi đã phục hồi thành công tài sản bị mất.